Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa báo Lai Châu và các huyện ủy, thành ủy giai đoạn 2024-2025. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Huyện Than Uyên chỉ đạo bà con nông dân theo dõi đồng ruộng, điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 4, báo Lai Châu tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa báo Lai Châu và các huyện ủy, thành ủy giai đoạn 2024-2025. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo lễ ký kết. Phát huy kết quả đạt được giai đoạn 2024-2025, báo Lai Châu và các huyện ủy, thành ủy tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền như việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chương trình trọng điểm, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp, du lịch, những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo của huyện, thành phố. Phối hợp tuyên truyền phản ánh việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, tuyên truyền việc thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Chương trình ký kết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, giúp báo Lai Châu và các huyện ủy, thành ủy hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của các huyện, thành phố trên các ấn phẩm của báo Lai Châu, qua đó giúp cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu thêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các huyện và thành phố, xúc tiến đầu tư, mở rộng giao lưu hợp tác và thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, đầu tư thực hiện dự án tại huyện, thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ký kết sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá những hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với độc giả trong nước và quốc tế. Đồng chí đề nghị báo Lai Châu thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng tham mưu chiến lược truyền thông cho tỉnh, đổi mới công nghệ trong công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, quan tâm đổi mới, học hỏi, dịch sang các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, đội ngũ phóng viên, biên tập viên bám sát cơ sở, phát hiện, tìm tòi đề tài mới, chủ đề hay, thông tin đến độc giả. Tại lễ ký kết, lãnh đạo báo Lai Châu và đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2025. Thực hiện kế hoạch về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Giai đoạn 2009-2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của tỉnh được duy trì ổn định và giữ vững. Tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được chú trọng đầu tư. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Công tác đăng kiểm phương tiện, quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe được kiểm soát tốt. Việc quản lý kinh doanh vận tải trên địa bàn của tỉnh đi vào trật tự. Trong giai đoạn 2009-2023 đã tổ chức trên 50 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ với trên 1.200 lượt đơn vị, tổ chức, cá nhân ký cam kết về vận tải hàng hóa và 245 lượt doanh nghiệp ký cam kết về vận tải hành khách. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời đề xuất kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, sửa đổi, bổ sung trong công tác quản lý, triển khai thực hiện quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, hoạt động vận tải. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bố trí kinh phí hoàn thành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, nâng cấp các tuyến đường giao thông, bổ sung các chế tài xử phạt. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh nói chung, các cấp, các ngành, địa phương nói riêng trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn. Trong đó có công tác tuyên truyền đến các đối tượng, công tác phối hợp giám sát, quản lý hạn chế tối đa về tai nạn giao thông. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn vướng mắc, ghi nhận các kiến nghị đề xuất và đề nghị bộ phận soạn thảo phối hợp tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết, sửa đổi cho phù hợp và đúng quy định. Theo kết quả công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI năm 2023, tỉnh Lai Châu đứng thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2022. Cụ thể, tỉnh Lai Châu xếp thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố và đứng trong top 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong 8 chỉ số thành phần có 7 chỉ số tăng bậc so với năm 2022 là các chỉ số quản trị điện tử, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, trách nhiệm giải trình với người dân, cung ứng dịch vụ công, công khai minh bạch và quản trị môi trường. Chỉ số PAPI là chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương, giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác phục vụ người dân tốt hơn. Thành ủy Lai Châu đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Bùi Thế Dũng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Lai Châu được luân chuyển đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy phường Quyết Tiến, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, đồng chí Hàng Á Vàng, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quyết Tiến được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy phường Quyết Thắng, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, đồng chí Sung Thị Rẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sùng Phải được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy phường Tân Phong, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Đồng chí Hà Mạnh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phong được luân chuyển đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Sùng Phải, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được luân chuyển điều động lần này hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nỗ lực học tập rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm về mọi mặt, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể xã phường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện Than Uyên, nông dân đang tích cực chăm sóc lúa đông xuân. Các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên qua kiểm tra đồng ruộng, các cơ quan chuyên môn đã phát hiện một số loại sâu bệnh gây hại cho cây lúa. Do vậy, cùng với việc chỉ đạo chăm sóc, huyện Than Uyên đang tập trung hướng dẫn bà con nông dân theo dõi đồng ruộng để điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh hại từ sớm. Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở bản Cang Mường, xã Mường Cang, gia đình chị Lò Thị Thịnh cấy trên 1.000 m² lúa sáng củ. Với việc quan tâm sản xuất đúng khung lịch thời vụ, mà sau khi gieo cấy, diện tích lúa của gia đình chị sinh trưởng và phát triển tốt và đang bắt đầu đẻ nhánh rộ. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết khô hạn, diện tích lúa có nguy cơ thiếu nước nên chị thường xuyên ra đồng để lấy nước. Sau khi kiểm tra ruộng, phát hiện có sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ trên lúa nên đã mua thuốc về phòng trừ từ sớm và tập trung làm cỏ để cây lúa sinh trưởng. Nhà tôi chỉ có hơn 1.000 m² thôi. 1.000 m² thì năm nay có cấy sen cù, xong đi ra đồng xem ruộng thì thấy có nhiều cỏ quá, nhờ anh em đi nhổ cỏ hộ để xong rồi còn tháo nước vào ruộng, phun thuốc, xong rồi còn năm nay còn cho nó thu được nhiều. Vụ lúa đông xuân năm nay, huyện Than Uyên gieo cấy 2.044,5 ha lúa, tăng 4,5 ha so với vụ năm ngoái, với cơ cấu giống bao gồm Sáng Cù, G02, Vát 16 và Bắc Hương 9. Từ đầu vụ, với việc nhân dân quan tâm chăm sóc mà lúa sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích gieo cấy sớm đang đẻ nhánh rộ. Xác định để thắng lợi vụ lúa đông xuân ngay sau khi gieo cấy, các xã thị trấn trong huyện đã tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và kiểm tra các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Cho đến thời điểm hiện nay thì cây lúa đang phát triển và sinh trưởng tốt. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, rồi Phòng Nông nghiệp là cứ hàng tuần là cử cán bộ xuống đi kiểm tra thực tế từng cánh đồng một để phát hiện kịp thời cái sâu bệnh, hướng dẫn bà con phun thuốc phòng trừ. Thế cho đến thời điểm hiện tại thì với cái diện tích lúa của chúng tôi thì chưa phát hiện những cái sâu bệnh lạ mà gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết mà qua đánh giá của cơ quan chuyên môn, toàn huyện có gần 130 ha lúa có nguy cơ thiếu nước. Ngoài ra, tại các xã Mường Than, Mường Cang, lúa đã xuất hiện sâu bệnh hại, chủ yếu là bệnh đạo ôn, với trên 1,2 ha lúa bị nhiễm bệnh, với thể nhẹ và một số diện tích bắt đầu xuất hiện sâu của lá nhỏ. Sau khi phát hiện sâu bệnh hại, cơ quan chuyên môn của huyện đã hướng dẫn nhân dân phun phòng kịp thời, không để sâu bệnh có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Hiện nay, cây lúa trên địa bàn huyện Than Uyên đang trong cái giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Hiện nay thì các cánh đồng thì lúa sinh trưởng và phát triển bình thường. Đấy. Tuy nhiên thì có một số cái diện tích nhỏ thì cũng bị nhiễm nhẹ một số loại bệnh như đạo ôn thì cũng đã được bà con nhân dân chủ động phòng ngừa. Còn một số cái diện tích lúa thì đang có cái nguy cơ có thể bị khô hạn. Thì hiện nay thì Phòng Nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là thường xuyên kiểm tra cũng như là tuyên truyền đến nhân dân thường xuyên chủ động để thăm đồng cũng như là kiểm tra cái nguồn nước để đảm bảo cho cái tưới tiêu được đảm bảo hiệu quả. Xác định để thắng lợi vụ lúa đông xuân, huyện Than Uyên tiếp tục khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, lấy nước đảm bảo cho cây lúa phát triển, ngăn ngừa các loại sâu bệnh hay xuất hiện từ sớm để kịp thời phòng trừ. Ngoài ra, huyện cũng sẽ phối hợp cùng với công ty thủy nông thực hiện tốt việc điều tiết nước tưới nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng lúa đến khi thu hoạch. Hiện nay, việc thực hiện các dự án, tiểu dự án theo quyết định số 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, gọi tắt là chương trình 1719, đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ. Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung cao độ, nỗ lực tháo gỡ những điểm nghẽn, quyết liệt thực hiện có trọng tâm trọng điểm để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Năm 2023, huyện Phong Thổ được giao hơn 143,3 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm trên 77,2 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 64,8 tỷ đồng vốn sự nghiệp để thực hiện 10 dự án. Việc triển khai chương trình đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng chung của huyện, hỗ trợ đất ở, nhà ở, hỗ trợ liên kết đa dạng hóa sinh kế, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, đồng thời thu hút các nhà đầu tư vào các ngành lĩnh vực lợi thế của huyện. Tuy nhiên, có những dự án triển khai bằng nguồn vốn sự nghiệp gặp khó khăn, nguồn vốn chưa giải ngân được. Triển khai thực hiện dự án 9 về hỗ trợ đồng bào có khó khăn đặc thù. Thì hiện nay trên địa bàn Phong Thổ mặc dù được phân bổ nguồn vốn là trên 9 tỷ, tuy nhiên là cũng chưa giải ngân được bởi vì cái đối tượng thụ hưởng là họ đã không có, thì cũng gặp khó khăn. Thế thì để mà triển khai được giải ngân được cái nguồn vốn sự nghiệp, hiện nay thì chủ yếu là vốn sự nghiệp, vốn đầu tư thì huyện đã giải ngân được trên 97% rồi. Thì nguồn vốn sự nghiệp hiện nay mới đang giải ngân được có 75%. Thì đảm bảo được cái giải ngân nguồn vốn thì đối với huyện Phong Thổ thì tiếp tục có những giải pháp là rà soát các cái nhu cầu để hỗ trợ cho nó phù hợp với từng địa bàn. Với lợi thế diện tích rừng lớn, trên 70% dân số trên địa bàn tỉnh có cuộc sống liên quan đến rừng, Lai Châu đang thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ dân đầu tư trồng cây dược liệu dưới tán rừng theo chuỗi giá trị gắn với du lịch sinh thái, từ đó khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, theo nội dung đầu tư hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý của tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 ở các địa phương trong tỉnh chưa thực hiện được do thông tư của Bộ Y tế quy định diện tích vùng trồng cây dược liệu tối thiểu phải là 210 ha, trong khi không địa phương nào đảm bảo về diện tích. Qua 2 năm cũng được giao vốn về cái chương trình phát triển kinh tế, cái dự án 3 về cái nội dung số 2 để thực hiện phát triển mô hình dược liệu hỗ trợ về trồng dược liệu. Nội dung này là xã được 2,9 tỷ, nhưng mà đến thời điểm bây giờ cũng chưa triển khai được cái nội dung này. Đang chuyển sang nguồn năm 2024, cũng chưa biết sẽ triển khai như thế nào, về cái nguồn vốn này rất là khó khăn. Cái dữ liệu này thì thật ra nó cũng chưa có hướng dẫn cụ thể, với lại theo cái tiêu chuẩn, cái diện tích của mình chưa đảm bảo để hỗ trợ, nên là rất là khó triển khai cái nội dung này. Trong 2 năm 2022-2023, ngân sách trung ương giao cho tỉnh trên 1.796 tỷ đồng, thực hiện 10 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là nguồn lực lớn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đến hết tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 1.285 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch giao. Dự kiến khó hoàn thành nhiệm vụ giải ngân. Các văn bản hướng dẫn là thực hiện chương trình còn nhiều bất cập. Phân bổ vốn đã thực hiện là các năm là cái thời điểm của các năm 2022, 2023 và 2024 là cơ bản là các đối tượng tiêu chí là đã có sự thay đổi, dẫn đến nhiều đến thiếu hoặc phát sinh đối tượng thụ hưởng chương trình chủ yếu là vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, nên trùng lập với các cái hoạt động kinh phí đã được bố trí từ các cái chương trình dự án khác, do đó là cũng không thể là chi trả là vì trùng đối tượng. Theo tìm hiểu của phóng viên, các dự án tiểu dự án nội dung thành phần của chương trình 1719 thực hiện trong các năm 2022, 2023 là dự án khởi công mới, cần nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư, do đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Thực trạng này đòi hỏi các cấp các ngành địa phương thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Từ đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những cơ chế chính sách còn bất cập, phù hợp với thực tiễn, đồng thời có những giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, từng bước đưa chính sách đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trường học là nơi tập trung số lượng lớn giáo viên, nhân viên và học sinh, cũng như là cơ sở vật chất kỹ thuật, hồ sơ tài liệu, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Chính vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ tại trường học cần đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Vừa qua, hơn 2.000 học sinh và cán bộ giáo viên của 4 đơn vị trường trên địa bàn thành phố đã tham gia buổi tuyên truyền, trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với lại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu tổ chức. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại các buổi tuyên truyền, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh được cung cấp nhiều kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận biết các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực, lăng phun nước, xe chữa cháy. Đồng thời được trải nghiệm thực hành những kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, phun nước tiêu điểm, thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây, xe thang, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khí độc. Với những kiến thức bổ ích đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của học sinh và giáo viên. Em được tham gia những kỹ năng là trượt dây ống để thoát hiểm và phun nước. Em cảm thấy là em sẽ học được nhiều kỹ năng để khi mà nhỡ có hỏa hoạn thì em còn giải thoát được. Em sẽ về em tuyên truyền cho bố mẹ, ông bà, hàng xóm và người thân trong nhà của em về những kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Ở đơn vị cũng có cử những đồng chí giáo viên đã đi tham gia tập huấn về phòng cháy chữa cháy này, mà tôi cũng đã được đi nhiều lần và hôm nay là được trải nghiệm cùng với con và học sinh. Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì tôi đã có kinh nghiệm cách xử lý khi rò rỉ ga và biết hướng dẫn con khi mà rò rỉ ga thì mình không nên sử dụng ga và có thể là gọi đến người lớn hoặc là 114. Đối với học sinh thì tôi hướng dẫn học sinh là khi có cháy xảy ra thì học sinh biết phòng cháy, chữa cháy và biết tránh nạn khi có cháy. Qua các buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy và cứu nạn cứu hộ đã nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của các trường học. Trong thời gian vừa qua, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn các huyện nói riêng tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy. Từ đó để cho các thầy cô giáo cũng như học sinh của các trường nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ năng thoát nạn cũng như là phòng cháy chữa cháy tại gia đình, để từ đó mà các thầy cô giáo mà tuyên truyền viên cho các em học sinh và thành viên trong gia đình để có một cái kiến thức nhất định về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, để phòng ngừa mà khi có cháy nổ xảy ra mà có cái cách xử lý kịp thời và hiệu quả nhất. Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được các lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, trường học trên địa bàn của tỉnh quan tâm. Bên cạnh việc mua sắm trang thiết bị, các trường học coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, giáo viên, được trải nghiệm để nâng cao nhận thức và có kỹ năng xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại gia đình, trường học và khu dân cư. Hàng năm, chúng tôi rất là quan tâm đến cái công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Trong các năm học thì chúng tôi thường là thực hiện cái kế hoạch của cấp trên và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cũng như là tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của đơn vị nhà trường. Và phối kết hợp với lại phòng cháy chữa cháy của thành phố cũng như là phòng cháy chữa cháy của tỉnh phối hợp để tuyên truyền và cho các em trải nghiệm các cái buổi tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy của đơn vị các cấp. Qua thực hiện tuyên truyền và tập huấn trong những năm qua, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã nâng cao được cái kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Trung bình mỗi năm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tổ chức tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hàng trăm lượt giáo viên, tuyên truyền trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng cháy và cứu nạn cứu hộ cho khoảng 35 trường học, với trên 5.500 giáo viên, nhân viên, học sinh. Điều đó khẳng định trang bị các kiến thức, hỗ trợ học sinh, sinh viên thường xuyên về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là điều vô cùng cần thiết. Thời gian tới, ngoài việc tổ chức tốt các hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các nhà trường cần tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho giáo viên và học sinh. Quyết tâm xây dựng thành phố Lai Châu không có tệ nạn ma túy giai đoạn 2024-2025. Mới đây, Công an thành phố Lai Châu phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang 5 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Sĩ sinh năm 1975, Phí Văn Viên sinh năm 1977, Sùng Việt Khánh sinh năm 1985, Ngô Tuấn Cảnh sinh năm 1973, đều trú tại phường Đoàn Kết thành phố Lai Châu, và Đặng Hữu Hòa sinh năm 1974, trú tại thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, hai đối tượng Sĩ và Viên có hành vi tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy cho ba đối tượng là Khánh, Hòa, Cảnh sử dụng tại nhà riêng của Sĩ. Tang vật thu giữ gồm một bộ ban đen, sái, nghi thuốc viện, 7 viên hồng nghi ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động, 3 xe máy và vật chứng liên quan khác. Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật. Công an thành phố cũng đề nghị nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chung tay cùng với lực lượng công an phòng chống, phát hiện và đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy. Mọi thông tin do nhân dân cung cấp cho cơ quan công an thành phố sẽ được ghi nhận, bảo mật tuyệt đối và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 242 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại, trong đó có 4 trang trại chăn nuôi lợn đạt quy mô lớn, 38 trang trại đạt quy mô vừa và 200 trang trại đạt quy mô nhỏ. Phân theo mô hình doanh nghiệp và hợp tác xã, toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã chăn nuôi và 10.660 tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tại các trang trại, cơ cấu giống vật nuôi đang có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ lệ đàn vật nuôi có năng suất chất lượng cao và giống đặc sản phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các chủ trang trại quan tâm và chủ động nhập con giống từ các cơ sở giống uy tín, an toàn dịch bệnh, không nhập giống không rõ nguồn gốc, giúp người chăn nuôi hạn chế rủi ro về dịch bệnh và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 18 trên 18 vụ, bắt xử lý 42 đối tượng. Lũy kế từ đầu năm cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 45 vụ, bắt xử lý 85 đối tượng, phát hiện bắt 52 vụ, 71 đối tượng tội phạm về ma túy. Lũy kế phát hiện bắt 198 vụ, 242 đối tượng tội phạm về ma túy. Vi phạm về kinh tế phát hiện 26 vụ, trong đó khởi tố 2 vụ, xử phạt 19 vụ với tổng số tiền 42 triệu đồng. Đang tiếp tục điều tra 1 vụ, 8 đối tượng, lũy kế phát hiện 97 vụ, 29 đối tượng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.